cho mình, cho người thân gia đình của mình 10 năm nay rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutrilite tại Mỹ các anh chị. Và sau khi mà được nghe giới thiệu, được tận mắt thấy, được tai nghe những thông tin về cái quy trình chế biến sản xuất sản phẩm, từ cái quy trình canh tác trồng trọt hữu cơ và qua cái sự nghiên cứu của các nhà khoa học để cho ra đời sản phẩm chất lượng, thì bản thân mình cảm thấy rất là may mắn, rất là hạnh phúc khi mà mình đã được biết đến, tin tưởng và sử dụng sản phẩm này anh chị. Đó, và tôi cũng rất là mong muốn tất cả anh chị, những người đã sử dụng sản phẩm này rồi, đã tin yêu sản phẩm rồi, thì có thể tìm hiểu thêm về cái quy trình sản xuất, có thể truy xuất được cái quy trình sản xuất của sản phẩm để mình xây dựng thêm cho mình cái niềm tin, xây dựng thêm cho mình cái tình yêu, và thông qua đó có thể lan tỏa được cái tình yêu của mình, cái đam mê của mình để giúp một cộng đồng họ đạt được sức khỏe tối ưu cộng với cái lối sống lành mạnh nữa, thì đấy là một cái việc làm rất là tuyệt vời các anh chị. Rồi, xin chào tất cả các anh chị nhà phân phối chiều đang có mặt tại Nutrilite. Ở đây là phòng thí nghiệm của Nutrilite tại California. Một cảm giác thật là tuyệt vời các anh chị. Một cảm xúc mà không thể nào diễn tả được bằng lời. Chỉ có các anh chị đến đây, các anh chị mới cảm nhận được mà thôi. Hy vọng rằng là chuyến A60 kỳ này chiều dẫn tất cả các anh chị nhà phân phối Diamond trở lên đến đây để tham dự, để xem rằng là các nhà khoa học đã kỳ công nghiên cứu để ra những cái sản phẩm Nutrilite tốt nhất trên thế giới cho toàn bộ nhà phân phối cũng như người tiêu dùng của chúng ta. Thì lần A70 sắp tới đó là cơ hội của tất cả các anh chị. Các anh chị sẽ làm được, chiều sẽ dẫn các anh chị đến đây. Yeah. And we are so happy about this company. We provide the best tools to make that happen. So you, same with you. I know you feel the same way. So that means a lot of testing. Cho nên các anh chị sẽ thấy có rất là nhiều những cái kiểm nghiệm và kiểm tra về chất lượng sản phẩm. Cứ mỗi sản phẩm được sản xuất, mỗi 30 phút họ sẽ lấy ra để kiểm tra. Let me show you some of the areas. Check the harmful bacteria. Ở trong cái phòng này thì họ sẽ kiểm tra vi khuẩn, cái sự nhiễm khuẩn. Like E. coli, Salmonella. Những sản phẩm ví dụ như giống như khuẩn E. coli hay gì nọ mà các anh chị thấy ở trong đường ruột ấy. It's very important. We cannot have the first incident. Bởi vì cái phòng này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ không thể có bất kỳ một cái sơ suất nào. In the history of the company, we have never had a customer suffer from any bad bacteria. Bởi vì ở trong lịch sử.